Thì trong cái tuần vừa qua thì chúng ta có rất nhiều cái điểm nhấn từ thị trường chứng khoán thế giới. Đầu tiên là chúng ta có một cái phiên 4 tuần tăng liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ. Chúng ta thấy là trong tuần qua thì thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên, và cái động lực chính của thị trường là vẫn nhờ cái thông tin từ kết quả kinh doanh quý 3, và một phần nữa là nhờ cái sự lạc quan về cái gói kích thích mới của chính phủ. Nên là đây là một trong những cái động lực rất là lớn khiến cho chỉ số chứng khoán Mỹ duy trì cái tuần tăng thứ tư liên tiếp và lên mức là 14.605 điểm của chỉ số S&P 500. Và điểm nhấn thứ hai là chúng ta cũng thấy là thị trường chứng khoán ở khu vực châu Á nói chung đang có xu hướng là điều chỉnh. Thì cái diễn biến của nhóm thị trường châu Á thì chúng tôi cũng cho rằng là thị trường đang có vẻ như phản ứng yếu hơn so với thị trường Mỹ và châu Âu. Và chúng ta nhìn lại những cái cụm chỉ số trong cái tuần qua thì chúng ta cũng thấy là thị trường Mỹ và châu Âu tiếp tục trong cái xu hướng đi lên và tương đối mạnh mẽ. Và trong đó thì điểm nhấn rất lạc quan ở đây là chỉ số VN-Index của chúng ta cũng đã tăng trưởng khoảng 30% so với đầu năm và nằm trong top những cái thị trường tăng trưởng nhất trong khu vực. Và trong cái tháng 11 thì chúng ta cũng thấy rằng là chỉ số S&P 500 đã tăng và vượt đỉnh. Và điều này cũng đã tác động rất là tích cực đối với các cái nhóm chỉ số chung trên toàn cầu. Và có vẻ như là chỉ số S&P 500 đang hướng lên những cái đỉnh cao lịch sử mới. Tuy nhiên thì trong tháng 11 này thì chúng ta cũng có một cái điểm nhấn là Fed dự kiến sẽ họp vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 11 và đưa ra cái lộ trình về việc là sẽ giảm bớt cái chương trình kích thích qua gói QE. Và điểm thứ hai là họ cũng sẽ đưa ra cái tín hiệu đầu tiên về mặt chính sách lãi suất. Và chúng ta nhìn thấy ở đây là từ năm 2009 đến nay, và mỗi khi Fed bơm tiền vào nền kinh tế thì thị trường chứng khoán đều tăng rất là tốt. Và đến cái đáy Covid vừa rồi thì Fed đã bơm vào thị trường hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ cho đến nay, và đã giúp chỉ số S&P 500 đã vượt qua những cái giai đoạn rất là khó khăn của năm 2020 và đi lên những cái đỉnh cao mới trong năm 2021. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là mỗi khi Fed tiếp tục duy trì cái đà bơm tiền thì thị trường chứng khoán còn tăng. Tuy nhiên trong cái tháng 11 này thì chúng ta cũng chú ý là xem Fed sẽ giảm bảng cân đối khoảng bao nhiêu, thì điều này cũng sẽ tác động là làm cho các chỉ số chứng khoán có thể sẽ chậm dần đi một chút. Nhưng chúng tôi cho rằng là cái diễn biến này nó mang tính chất rung lắc thôi. Về cơ bản thì Fed sẽ giảm bảng cân đối chứ chưa thắt chặt. Và do lo ngại về một yếu tố mà chúng tôi cho rằng là về mặt lạm phát ấy, thì nhà đầu tư cũng rất là lo ngại là lạm phát bây giờ ở Mỹ và châu Âu đang rất là cao. Và chính vì vậy nên là các cái ngân hàng trung ương họ sẽ phản ứng chính sách một cách nhanh và nhạy hơn. Tuy nhiên thì theo dự báo của Goldman Sachs cũng như là theo cái phỏng vấn của Bloomberg với tất cả các bên quỹ đầu tư, thì họ cũng cho thấy rằng là khả năng lạm phát sẽ đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2022 và sẽ giảm dần trong cuối năm 2022. Và chính vì vậy nên là chúng ta không quá lo lắng về áp lực lạm phát, bởi vì nó mang tính chất tạm thời khi mà đứt gãy các chuỗi cung ứng mà thôi. Và chính vì vậy nên là khả năng Fed họ cũng sẽ làm chậm dần cái chương trình nới lỏng, tuy nhiên sẽ không quay lại thắt chặt ngay lập tức, bởi vì vẫn đang hỗ trợ cho nền kinh tế duy trì cái đà hồi phục. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Như anh Sơn và quý vị nhà đầu tư chúng ta đều biết thì hôm thứ tư tuần trước vào ngày 27 tháng 10 thì thị trường đã có một phiên tăng trưởng, một phiên vượt đỉnh rất thuyết phục về cả chỉ số, độ rộng lẫn thanh khoản cao. Vậy thưa anh Sơn, xu hướng thị trường chúng ta đang tăng như thế thì chúng ta đang có một cái xu hướng, một phương án đầu tư nào hợp lý trong tuần tới không ạ? Dạ vâng, để quý vị nhà đầu tư có thể nhìn lại được cái diễn biến trong tuần vừa qua thì sau đây thì chúng tôi cũng chia sẻ về diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần vừa qua ở rất nhiều góc độ. Thứ nhất là chúng ta nhìn theo đồ thị tuần thì chúng ta thấy là chỉ số VN-Index đã vượt cái vùng kháng cự Fibonacci Extension 138.2% và tiếp tục trong cái xu hướng đi lên. Và nhìn theo đồ thị tuần thì chúng ta cũng thấy rằng là cái xu hướng đi lên của chỉ số vẫn đang rất là mạnh mẽ khi nằm trong một cái kênh tăng dài. Và chỉ số RSI cũng đã mất khoảng hơn 2 tháng rồi mới quay trở lại được cái vùng gần 70. Điều đó nó cho thấy rằng là cái nhịp điều chỉnh từ tháng 7 đến cuối tháng 9 vừa qua đã gần như đi qua, và thị trường đang hồi phục vào tháng 10 và đang trong cái quá trình đi lên. Và tuần vừa qua thì chúng ta cũng thấy là thị trường tăng rất là tốt và bằng một cái nến rất là dài, và điều đó cùng với sự trở lại của thanh khoản, điều đó tạo ra chúng ta một cái kỳ vọng mới là chúng ta đang bước vào một cái nhịp tăng mới, như chúng tôi đã chia sẻ trong MBS Talk về cái xu hướng và sóng tăng thứ 5. Và nhìn đồ thị thì có vẻ như là chúng ta đang tiếp tục đi lên trong một cái giai đoạn mới. Và ở đây thì về thanh khoản, chúng ta thấy rằng là trong cái tuần vừa qua thì thanh khoản bình quân trên 3 sàn
đang tăng 20% so với cùng kỳ tuần trước và đạt là hơn 31.962 tỷ. Và chúng ta nhìn thấy là thanh khoản bình quân khớp lệnh thì cũng đã tăng 19% so với tuần trước. Và điểm nhấn ở đây là thanh khoản tăng ở cả 3 nhóm, thế là nhóm VN30, nhóm Mid Cap và nhóm Small Cap là tăng rất là tốt, tức là có sự lan tỏa rất là tốt về mặt thanh khoản đối với thị trường chung. Và thanh khoản vẫn là cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng sẽ gần như là neo giữ, giúp thị trường tăng trưởng. Còn về góc độ về diễn biến của các nhóm ngành thì chúng ta thấy là trong cái tuần vừa qua thì các cái nhóm ngành tiếp tục thu hút được dòng tiền và tăng giá rất là tốt. Ví dụ như là nhóm bất động sản khu công nghiệp, nhóm bảo hiểm, cao su tự nhiên, Vingroup, nhóm tài nguyên, bất động sản, thủy sản, chứng khoán, nhóm dược phẩm và dệt may. Và đặc biệt trong cái giai đoạn vừa qua là nhóm bất động sản và nhóm bảo hiểm gần như đang tạo ra một cái cú hích lớn, nhất là bọn nhóm bất động sản khi mà rất nhiều công ty báo cáo lãi rất là tốt, và thứ hai là giá cổ phiếu cũng tăng liên tục. Ví dụ như là Nam Long, ví dụ như là HDC hay Vinhome cũng đã bật trở lại từ vùng đáy, đúng không ạ? Đây là một cái diễn biến mà chúng tôi cho rằng là rất quan trọng trong cái thời điểm này. Khi mà thị trường tăng, thanh khoản tăng, đi kèm với đó là phải có những cái nhóm cổ phiếu lớn như là nhóm VN30 mà ở những cái ngành quan trọng như là vật liệu xây dựng hay ngân hàng hay là bất động sản, để mang tính chất dẫn dắt cái xu hướng dòng tiền. Thì chúng ta nhìn trên đồ thị thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là những cái nhóm mà có tốc độ tăng giá tốt nhất trong tuần vừa qua, và sự tăng giá này cũng được ủng hộ rất lớn bởi thanh khoản. Và chúng ta nhìn thấy cột thanh khoản theo tuần và theo tháng đều tăng cao hơn so với trung bình trong những cái tuần và những cái tháng gần đây, đúng không ạ? Đây là một cái điểm rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện tại, và cũng như là một cái gợi ý cho chúng ta là những cái nhóm ngành này cũng có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng trong cái tuần này. Và về cơ cấu của thanh khoản thì chúng ta nhìn thấy là nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng vẫn chiếm vị trí số 1 toàn thị trường, chiếm khoảng là 18-19%. Xếp thứ hai là nhóm ngân hàng luôn luôn duy trì ở mức khoảng 17-18% trong những cái tuần vừa rồi. Và đặc biệt trong cái tuần vừa rồi là nhóm bất động sản đã vươn lên vị trí thứ 3 khi mà chiếm đến khoảng 13% thanh khoản. Thứ tư là nhóm chứng khoán và thứ năm là sự quay lại của nhóm Vingroup. Thì chúng ta nhìn thấy năm cái nhóm ngành này là năm nhóm mà hút dòng tiền tốt nhất trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt là khi mà nhóm bất động sản trở lại thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái catalyst cực kỳ tích cực, khi mà cái kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vừa rồi cũng đã báo hiệu ra cho chúng ta một cái chu kỳ phục hồi của bất động sản trong quý 3, và đặc biệt là quý 4 sau khi mà nền kinh tế quay trở lại cái giai đoạn bình thường mới, khi mà chúng ta chống dịch rất là tốt. Về thanh khoản của các nhóm ngành mà chúng ta đo theo tuần ý, thì chúng ta nhìn thấy là nhóm ngân hàng bây giờ đang có duy trì cái tốc độ là tăng trưởng dần đều về thanh khoản, và điều đó cũng cho thấy là rất nhiều ngân hàng trong thời gian vừa qua cũng đã nhất là mặt bằng giá đã tạo đáy và dòng tiền đã có xu hướng trở lại với nhóm ngân hàng. Và nhóm bất động sản thì trong tuần vừa qua cái thanh khoản đã vào nhóm bất động sản tăng trưởng duy trì rất là tốt và đang có xu hướng mở rộng trên đồ thị như chúng ta nhìn thấy. Và nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng vẫn đang duy trì là một cái nhóm mà dẫn dắt dòng tiền rất là tốt, đặc biệt ở đây là những cái nhóm liên quan đến thép hay là đến vật liệu xây dựng hoặc những cái nhóm cổ phiếu liên quan đến xây dựng và kỳ vọng được hưởng lợi bởi đầu tư công thì cũng sẽ là tăng giá tốt trong cái tuần vừa rồi. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái khởi đầu mới của những nhóm này khi mà giá trong cái thời gian vừa qua đã điều chỉnh và bắt đầu phục hồi tốt trở lại. Về cơ cấu của các nhóm nhà đầu tư ấy, thì có một điểm nhấn là khi mà thị trường vượt cái vùng đỉnh 1.424 điểm thì nhà đầu tư cá nhân họ lại tăng cường chốt lời, họ bán dòng hơn 3.000 tỷ trong cái tuần vừa qua. Tuy nhiên ngược lại thì nhóm nhà đầu tư tổ chức lại quay lại mua dòng, cân lại cái áp lực bán dòng của nhà đầu tư cá nhân. Thì về cơ bản thì có vẻ như là nhà đầu tư tổ chức họ cho rằng là thị trường bắt đầu bước vào một cái nhịp tăng mới, và chính vậy nên là nhóm nhà đầu tư tổ chức có vẻ như đã quay lại, và đặc biệt là quay lại những con nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30. Và chính vì vậy nên chúng ta thấy VN30 trong tuần vừa qua rất nhiều cổ phiếu đã tăng tốt trở lại và kèm với đó là thanh khoản. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là khi mà thị trường bắt đầu phục hồi tốt, cái xu hướng tăng tốt trở lại thì khả năng là nhóm nhà đầu tư cá nhân họ sẽ quay trở lại mua dòng trong tuần này. Và về diễn biến của nhóm nhà đầu tư nước ngoài thì cũng là một cái điểm nhấn rất là tích cực khi mà họ quay trở lại mua dòng là hơn 400 tỷ trong tuần vừa qua. Và chúng ta nhìn trên đồ thị chúng ta cũng thấy là cái giai đoạn của năm 2020 và 2021 là giai đoạn mà nhà đầu tư nước ngoài bán dòng rất là mạnh. Và nhất là 2021 gần như đó là sự đảo ngược của giai đoạn 2017-2018 khi mà họ kỳ vọng là chúng ta được vào emerging market nhưng mà không đạt được trong cái kỳ vọng của họ, nên là họ quay lại bán dòng và cơ cấu. Tuy nhiên thì cái tín hiệu mua dòng trở lại về cuối năm nay chúng tôi cho rằng là nó sẽ đang tương đối tích cực, bởi vì nó đang đi cùng cái đà là
chủ trương thoái vốn nhà nước của rất nhiều doanh nghiệp lớn vào cuối năm nay và đầu năm sau, ví dụ như là thoái vốn những cái doanh nghiệp như bảo hiểm, như BVH hay FPT đó, thì sẽ tạo ra một cái cú ích. Và nhất là trong giai đoạn đầu năm sau thì chúng tôi kỳ vọng rằng là nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình thoái vốn, sẽ thu hút được cái sự quan tâm của nhà đầu tư trong năm sau, và chính vì vậy họ sẽ quay dần trở lại thị trường Việt Nam mua dòng trong nửa cuối năm nay và đầu năm sau. Và điểm tích cực thứ hai là dòng vốn vẫn vào kênh ETF cái tuần thứ hai liên tiếp, và trong tuần qua thì nhà đầu tư đi qua kênh ETF là họ tiếp tục rót vốn dòng là khoảng gần 14 triệu đô và ở các cái quỹ nội, ví dụ như là VFM Vin 30, quỹ Diamond Fund hay là quỹ SSIAM, thì tổng ba quỹ này đã huy động được là gần hơn 20 triệu đô đấy. Và cân lại cái áp lực bán dòng của quỹ Fubon ETF, họ bán dòng rút dòng trong tuần qua là khoảng 8 triệu đô. Đây là một tín hiệu rất là tích cực, và từ đầu năm đến nay thì chúng ta thấy là cái đà vào dòng của các quỹ ETF cũng đã hỗ trợ rất lớn đối với thanh khoản thị trường Việt Nam. Từ đầu năm đến nay thì họ đã vào là 151 triệu đô, và đây là cái tín hiệu chúng tôi cho rằng là vẫn duy trì cái đà rất là tích cực. Còn về xu hướng của chỉ số về mặt phân tích kỹ thuật ý, thì sau khi mà vượt cái vùng là 1.424 điểm, chúng ta đã đóng cửa tuần ở mức cao lịch sử là 1.444 điểm và đang đi lên một cái vùng cao mới. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là chỉ số RSI cũng đang bắt đầu vào vùng quá mua, và cái điểm nhấn nữa là cái vùng kháng cự tiếp theo của chúng ta cũng đang ở rất gần, đó chính là cái vùng 150% của Fibonacci ở vùng là 1.475 điểm. Thì chúng tôi cho rằng là sau những cái nhịp tích lũy ở quanh cái vùng 1.400 và chúng ta bứt phá lên, thì rất nhiều nhà đầu tư họ sẽ chốt lời khi mà chỉ số gặp những cái ngưỡng cản mới như là vùng 1.475 như chúng ta nhìn trên đồ thị. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là các ngưỡng kháng cự của Fibonacci nó đóng vai trò rất là quan trọng, và cứ mỗi khi mà chỉ số chạm kháng cự thì thông thường nhà đầu tư bán nhiều hơn là mua, và những khi mà chỉ số chạm hỗ trợ thì nhà đầu tư sẽ mua nhiều hơn là bán. Và chính vậy nên chúng tôi cho rằng là xu hướng đi lên thì vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên thì chúng ta cũng hơi cẩn trọng hơn một chút là những gặp những cái ngưỡng kháng cự trong cái tuần đầu tiên của tháng 11 cũng như là cái kỳ họp của Fed vào ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 cũng sẽ là cái điểm nhấn để chúng ta theo dõi diễn biến thị trường chung. Và đặc biệt ở đây là chúng ta cũng nhìn thấy là quỹ phần trăm cổ phiếu tăng giá trong cái nhóm VN-Index đã vượt cái mức trên 80%, tức là chúng ta đã có sự lan tỏa rất lớn. 80% cổ phiếu trong rổ VN-Index tăng giá và đang báo hiệu cái tín hiệu thị trường vào cái trend mới cũng rất là lạc quan. Tuy nhiên thì cùng với sự lạc quan đấy thì những cái cổ phiếu nào mà chúng tôi cho rằng là nằm trong những cái nhóm mà tăng nóng trong thời gian vừa qua như là bất động sản, như là vật liệu xây dựng, thì chúng ta có thể cân nhắc là chốt lời dần đối với những nhóm này khi mà có thể chỉ số rung lắc và những nhóm này đi vào điều chỉnh. Còn đối với mức định giá của thị trường thì trong cái thời gian khi mà thị trường phục hồi, chúng tôi cũng thấy rằng là định giá của VN-Index cũng đang ở mức hợp lý và tương đối rẻ so với các thị trường trong khu vực, khi mà vừa cả PE forward lẫn PE hiện tại ở mức khoảng 16.8, 16.9 lần, và cao nhất trong cái thời điểm các cái đỉnh vừa rồi là khoảng 19.1 lần. Và chính vì vậy nên là cái giai đoạn này thì mức giá của bản thân các cái nhóm cổ phiếu thực ra là cũng chưa quá đắt so với các vùng đỉnh lịch sử, bởi vì bản chất là trong thời điểm vừa rồi thì rất nhiều cổ phiếu trong nhóm ngân hàng hay tài chính cũng đã điều chỉnh so với đỉnh, và cũng đã có nhiều cổ phiếu quay trở lại cái vùng mua tương đối hợp lý, ví dụ như là MBB hay là Vinhome mà chúng tôi sắp chia sẻ tới đây. Thì chính vậy nên là cái mức PE này vẫn là cái mức mà chúng ta có thể tiếp tục duy trì nắm giữ đối với những cổ phiếu tốt và đầu tư. Và một điểm nhấn nữa là chúng tôi chia sẻ lại cái kịch bản của VN-Index sau cái thời kỳ chúng tôi chia sẻ trong MBS Talk đấy, thì chúng ta đang bước vào một cái sóng năm lớn ấy, thì rõ ràng là chúng ta đã xong sóng 4 ở cái mẫu hình tam giác và chúng ta đang đi vào sóng 5. Như chúng tôi chia sẻ từ MBS Talk, khi mà lúc đấy chỉ số vẫn đang nằm dưới ngưỡng 1.400 điểm thì bây giờ chúng ta đã vượt cái vùng này rồi và tiếp tục đang trong cái xu hướng đi lên. Thì về cơ bản cái đỉnh sóng 5 ấy thì nó sẽ nằm ở cái vùng từ 50% đến 61.8%, tức là đâu đó sẽ nằm giao thoa trong cái vùng từ 1.600 đến 1.700 điểm trong năm 2022. Và chính vậy chúng tôi kỳ vọng rằng cái giai đoạn này thị trường sẽ tiếp tục đi lên, nhưng đi lên kèm theo cái những nhịp tăng sẽ đi kèm với những nhịp điều chỉnh. Và chính vậy nên là chúng ta cũng cân nhắc chốt lời đối với những cái cổ phiếu mà đã tăng nóng, và đảm bảo cho chúng ta những cái cổ phiếu nào mà chưa tăng nóng mà bắt đầu tích lũy mà đi lên thì có điểm mua, thì chúng ta sẽ tham gia tại những cái vùng mua hợp lý. Vâng, xin cảm ơn anh Sơn. Cảm ơn anh Sơn có những chia sẻ rất là tổng quan.
Tôi thời gian gần đây tôi lướt qua các forum, lướt qua những câu hỏi về bạn bè cũng gửi rất là nhiều, cả gửi về công ty, gửi về cá nhân, thì mọi người và các nhà đầu tư đều rất là kỳ vọng là có nhà đầu tư thì có hai chiều hướng. Đầu tiên thì bảo là anh ơi, em thấy là cái bây giờ xu hướng về đầu tư bất động sản rất là hot, em có theo ngành này được không? Hoặc là anh ơi, bây giờ em thấy là nhóm banh bây giờ sắp phát triển rất là lớn và kỳ vọng rất là cao. Vậy theo anh thì nhóm ngành thực sự dẫn dắt và thời gian tới sẽ là những ngành nào ạ? Nhìn về cái xu hướng dòng tiền trong cái slide mà chúng tôi vừa chia sẻ xong ấy, thì chúng ta nhìn thấy là những cái nhóm ngành vẫn đang dẫn dắt thị trường từ nửa cuối, từ tháng 6 đến nay ấy, thì vẫn là những nhóm như là xây dựng, vật liệu xây dựng, nhóm ngành liên quan đến ngân hàng, nhóm ngành liên quan đến bất động sản và là những cái nhóm ngành chính dẫn dắt cái xu hướng thị trường. Và đặc biệt ở nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng thì những cái cổ phiếu liên quan đến thép hay tôn mạ trong thời gian vừa qua thì tăng giá rất là tốt. Và điều đó đang được hưởng lợi từ cái việc là giá thép được điều chỉnh tăng theo cái xu hướng toàn cầu, giá tôn mạ cũng vậy, và những cái công ty tôn mạ mà xuất khẩu tốt thì đang tăng trưởng trong kết quả kinh doanh quý 3 vừa rồi cũng báo cáo rất là tốt. Tuy nhiên thì có một cái điểm là cái đà tăng này có thể cũng sẽ không kéo dài, và những cái doanh nghiệp nào mà đang được hưởng lợi nhờ cái việc là giá thép hay là tôn mạ tăng thì chúng ta cũng cần chú ý, vì như là châu Âu họ đang dự báo là khả năng cái lạm phát họ sẽ giảm dần trong nửa đầu năm 2022. Và chính vậy nên là có vẻ như khi mà kinh tế phục hồi thì giá các hàng hóa nguyên liệu họ cũng sẽ giảm bớt cái đà tăng hoặc là sẽ chững lại. Và chính vậy nên là những cái cổ phiếu nào mà đã tăng một cái chu kỳ tăng dài thì chúng tôi cho rằng là sẽ có thể xem xét chốt lời. Còn riêng đối với lĩnh vực bất động sản thì những cái cổ phiếu nào mà đã tăng tốt và nhờ kết quả kinh doanh đã phản ánh cái kết quả kinh doanh quý 3 vừa rồi thì có thể nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ khi mà cái kỳ vọng vào quý 4 hoặc là năm sau vẫn còn duy trì đà tốt. Ví dụ như là Vinhome chẳng hạn vừa rồi đã báo cáo lợi nhuận quý 3 là hơn 11.000 tỷ, tăng hơn 80% so với cùng kỳ. Và chính vậy nên chúng tôi cho rằng là với những cái cổ phiếu mà vừa qua những cái nhịp điều chỉnh giảm và bắt đầu đi lên thì chúng ta có thể tiếp tục mua. Còn những cổ phiếu nào mà phân hóa tức là tăng rất là tốt rồi thì chúng ta có thể nắm giữ hoặc là canh chốt lời dần. Trong cái hai cái tuần trước thì chúng tôi cũng đã khuyến nghị những cái cổ phiếu liên quan đến khí, khi mà giá dầu tăng rất là tốt, khi mà vượt đỉnh khoảng 13 năm ấy, thì rõ ràng là sau khi mà ga chạm cái vùng hỗ trợ từ 89 đến 90 thì đã có cái nhịp tăng rất là tốt, đã vượt cái vùng là 120.000 đồng một cổ phiếu. Thì rõ ràng như vậy thì ga đã trở lại cái vùng kháng cự, tức là cái đỉnh cũ trước khi giá điều chỉnh ấy, của những cái năm giai đoạn như là 2017, 2018. Nên là rõ ràng khi mà đã tăng tốt như vậy và giá dầu trong tuần qua thì cũng đã có tín hiệu điều chỉnh nhẹ trở lại, thì chúng tôi cho rằng là sau một nhịp tăng dài thì giá cổ phiếu sẽ chững lại do các áp lực chốt lời, nên nhà đầu tư có thể chốt lời dần những cái cổ phiếu như vậy. Còn ngoài ra thì những cái cổ phiếu mà liên quan đến ngân hàng mà tích lũy tốt thì chúng tôi cho rằng là với cái xu hướng dòng tiền vào ngân hàng đang quay trở lại như hiện tại thì chúng ta cũng có thể là theo dõi những cổ phiếu ngân hàng để mua. Tuy nhiên khi mà nhìn nhóm ngân hàng thì chúng ta cũng thấy là có một sự phân hóa rất là mạnh về mặt kết quả kinh doanh quý 3. Những ngân hàng nào mà có chất lượng tài sản tốt, quản trị được cái nợ xấu tốt thì chúng tôi cho rằng là có, và thêm một điểm nhấn nữa là có một cái điểm mua tốt thì có thể sẽ xem xét mua. Ví dụ như là MB trong thời gian vừa qua đã tích lũy rất là tốt trong cái mô hình tam giác và nợ xấu gần như là đang ở mức có tăng lên so với quý 3 nhưng đang ở mức gần như là thấp nhất trong ngành. Và chính vậy những ngân hàng mà có tài sản tốt như vậy thì chúng ta khi mà có điểm mua chúng ta sẽ có thể mở vị thế mua và tham gia. Và đây là những cái nhóm ngành mà chúng tôi cho rằng vẫn có thể dẫn dắt thị trường trong nửa cuối năm nay và đầu năm sau. Vâng, xin cảm ơn anh Sơn. Có những câu hỏi mà các nhà đầu tư đặt ra thì sau khi anh đã chia sẻ rất là cụ thể như thế, nhưng tôi có lẽ tôi muốn hỏi sâu anh Sơn hơn về những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư trong tuần này. Vâng. Thì sau đây thì tôi xin tiếp tục đi vào cái sự chia sẻ về những cái cổ phiếu mà chúng ta nên quan tâm trong tuần này sau khi mà chúng ta phân tích thị trường, phân tích ra các nhóm nhà đầu tư như vậy. Thì với chiến lược trong tuần này khi mà thị trường vượt lên cái vùng đỉnh cao mới thì chúng ta có thể là tiếp tục là nắm giữ đối với những nhóm cổ phiếu như là mid cap hoặc là blue chip mà mới bắt đầu đà tăng hoặc đang tăng tốt thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Còn những cổ phiếu nào mà đang có xu hướng là tăng nóng và vượt đỉnh thì chúng ta có thể cân nhắc là chốt lời dần như tôi vừa chia sẻ. Và đây là những cái nhóm ngành mà chúng ta có thể tiếp tục theo dõi trong năm nửa cuối năm nay và đầu năm sau, như là nhóm chứng khoán, nhóm ngân hàng, nhóm được hưởng lợi từ nguyên liệu cơ bản,
như thép tôn mạ, hóa chất, nhựa, phân bón, các nhóm liên quan đến logistics như cảng biển, hay là những nhóm phòng thủ hơn như là nhóm như là sản xuất phân phối điện này, thủy điện hoặc là nhiệt điện, đều là những cái nhóm mà chúng ta có thể sẽ quan tâm trong cái thời điểm hiện tại. Và về giao dịch danh mục trong tuần này thì đầu tiên thì chúng tôi chia sẻ cổ phiếu MBB. Thì MBB chúng ta nhìn thấy trên đồ thị đang tích lũy rất là tốt, nằm trong một cái mẫu hình tam giác. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh đã tăng trưởng rất là tốt so với cùng kỳ năm ngoái, và gần như là có một cái bước tăng trưởng mới về mặt lợi nhuận. Thì chính vì vậy nên là cùng với cái đà phục hồi của thị trường thì chúng tôi cho rằng là MBB đang bước vào cái mẫu hình tam giác, và khi mà phá vỡ cái vùng kháng cự trên của mẫu hình này thì kết hợp với MACD đang thu hẹp dần và đang bước vào cái chu kỳ dương ấy, thì chúng ta có thể sẽ mở vị thế mua khi mà có sự đột biến về mặt khối lượng trong những phiên tới, kết hợp với việc tăng giá. Và chính vì vậy nên là với cái vùng giá hiện tại là vùng 285 thì chúng tôi cho rằng có thể nhà đầu tư tiếp tục gom mua từ cái vùng 265 đến vùng 28 trong cái tuần này, và chúng tôi kỳ vọng vùng bán ở cái vùng kháng cự cao hơn là từ vùng 32 đến vùng 35. Cổ phiếu thứ hai trong nhóm bất động sản, tức là cái nhóm đang lead thị trường trong giai đoạn bây giờ ấy, đó là Vinhome. Thì Vinhome đã có một cái nhịp điều chỉnh từ cái thời điểm đỉnh tháng 8 cho đến nay, tức là đã trải qua 2 tháng điều chỉnh, và kết quả kinh doanh quý 3 vừa rồi thì báo cáo rất là tốt, hơn 11.000 tỷ, gần như đang ở trong cái vùng là lịch sử về mặt lợi nhuận. Chính vì vậy nên là giá cổ phiếu đã tạo đáy xoay quanh cái vùng là 79-80 và đang đi lên, đóng cửa tuần vừa rồi ở mức 85.5. Và chúng tôi cho rằng là trong cái bối cảnh đi lên này, kết hợp với lợi nhuận quý 3 rất là tốt, thì nhà đầu tư có vẻ như đang hướng tới cái sự phục hồi lợi nhuận tiếp theo trong quý 4 cũng như trong năm sau, khi mà kinh tế được mở cửa trở lại ở mức bình thường mới, và cái tốc độ bán hàng sẽ tốt hơn so với cái giai đoạn vừa rồi bị dịch, đúng không ạ? Thì chính vậy chúng tôi cho rằng là có thể mua, mình mở vị thế mua đối với Vinhome ở vùng 83.5 đến vùng 85, và chúng tôi kỳ vọng vùng bán ở vùng kỹ thuật là từ vùng 93 đến vùng 97. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm ngành chứng khoán thì chúng tôi vẫn tiếp tục tư vấn cái cổ phiếu là MIS. Thì MIS là vẫn tiếp tục nằm trong cái xu hướng đi lên và đã tạo cái vùng đáy kỹ thuật trong tuần qua ở vùng 32 và 33. Thì chính vì vậy nên là chúng tôi tiếp tục cho rằng là cái xu hướng đi lên của thị trường nói chung ấy vẫn đang rất là tích cực. Thanh khoản thì vẫn đang tăng, và chính vậy khi mà thanh khoản tăng thì sẽ tác động rất là tích cực đối với nhóm ngành chứng khoán nói chung trong nửa cuối năm nay và đầu năm sau. Và rõ ràng đối với ngành chứng khoán thì cổ phiếu EBS vẫn đang tương đối hợp lý so với rất nhiều cái cổ phiếu cùng ngành, và cũng đã tăng rất là nóng trong thời gian vừa qua. Rất nhiều cổ phiếu mà ở cái nhóm gần như là nhóm dưới top 10 thì tăng gần như là đã chạm bằng cái giá của MBS bây giờ, và trong khi đó thì tốc độ tăng trưởng MBS 9 tháng đang rất là tốt, và chúng tôi cho rằng là tiếp tục có thể mở vị thế mua ở vùng 32 đến vùng 33, và chúng tôi kỳ vọng bán từ vùng 38 đến vùng 45, tức là trong khoảng 3 đến 6 tháng tới thì giá cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên trong cái hướng như vậy. Và cổ phiếu tiếp theo trong nhóm logistics, đây là cái nhóm mà đang được hưởng lợi khi mà có sự chuyển dịch lớn về gần như là cái dòng hàng hóa đi qua Việt Nam và xuất khẩu sang những cái thị trường khác. Thì với cái diễn biến giá như thời điểm hiện tại, và Vinalink thì cũng đã vừa lấy ra kết quả kinh doanh quý 3 vẫn duy trì tăng trưởng tốt so với cùng kỳ khi mà được hưởng lợi bởi ngành. Và trong 9 tháng vừa rồi thì Vinalink đã có kết quả tăng trưởng khoảng hơn 50% so với 9 tháng năm 2020. Và chính vì vậy nên là với cái diễn biến của giá đang form vào mẫu hình tam giác như vậy, và MACD thì quý vị có thể nhìn thấy trên đồ thị là MACD đang thu hẹp cái đà giảm và đang phục hồi dần. Và chính vậy nên là khi mà MACD giao cắt cộng với là giá cắt trên cái đường kháng cự của mẫu hình tam giác thì chúng ta có thể mở vị thế mua, và chúng tôi cho rằng là cũng có thể gom mua từ vùng 27.5 đến vùng 28.5, và chúng ta có thể bán từ vùng 34 đến vùng 38. Cổ phiếu tiếp theo trong nhóm phòng thủ hơn một chút, chúng ta đi vào nhóm điện. Thì nhóm điện trong thời gian vừa qua thì có một cái điểm nhấn, đó là cái huy động điện qua thủy điện và nhiệt điện đang tăng rất là tốt. Và một trong những cái cổ phiếu mà đang phục hồi tốt về mặt lợi nhuận trong quý 3 vừa rồi đó là QTP. Thì QTP đang được hưởng lợi khi mà cái lượng nước về hồ, các cái hồ lớn ấy, đang sụt giảm rất là mạnh so với cùng kỳ. Tức là cái mức lũ năm nay đang thấp hơn cái mức lũ năm ngoái. Và chính vậy nên là ở phía Bắc thì chúng ta đang huy động điện thông qua nhiệt điện nhiều hơn là do thủy điện, do cái yếu tố thủy văn thôi. Thì chính vì vậy nên là QTP đang được hưởng lợi khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vừa rồi cũng tăng trưởng rất là mạnh so với cùng kỳ. Nhất là trong 9 tháng thì QTP gần như là hoàn thành xong kế hoạch năm.
Đó, và chính vì vậy nên là mẫu hình cũng đang bước vào mẫu hình tam giác, và trong cái tuần vừa qua thì đã bứt phá đi lên khỏi mẫu hình tam giác đi lên, và MACD thì chúng ta thấy đã có tín hiệu giao cắt và thanh khoản cũng đã có tín hiệu bùng nổ, đúng không ạ? Thì chúng tôi cho rằng có thể tiếp tục mua từ vùng 15 năm đến vùng 16, và chúng tôi kỳ vọng bán đối với QTP ở vùng 18 năm đến vùng 20. Và cổ phiếu tiếp theo cũng là trong nhóm ngành điện. Đây là cái nhóm ngành mà có vẻ như là đang quay trở lại khi mà cái kết quả kinh doanh đang phản ánh rất là tốt. Và PAU thì trong cái thời gian vừa qua thì kết quả kinh doanh quý 3 cũng tăng trưởng rất là tốt, và nhờ cái yếu tố là đàm phán được giá điện tốt và đóng góp rất là lớn của công ty con là NT2, và giá của cổ phiếu PAU thì cũng đã vượt qua cái trend giảm kể từ đầu năm 2021 và đang trong cái xu hướng đi lên. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là với cái nhu cầu điện đang phục hồi sau dịch, cộng với việc là huy động ở cái lĩnh vực nhiệt điện đang gia tăng, thì chúng tôi cho rằng là giá của cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên và phục hồi đón cái chu kỳ tăng trưởng lợi nhuận quý 4 năm nay và trong năm sau. Và chúng ta có thể sẽ gom mua ở vùng 12 đến 12 năm và có thể xem xét chốt lời ở vùng 15 năm đến vùng 17.5. Cổ phiếu tiếp theo thì trong nhóm thủy sản, thì đây là cái nhóm mà chúng tôi cũng rất để ý khi mà chúng ta kinh tế phục hồi và đón nhận được cái nhu cầu lớn từ các thị trường như là Mỹ và châu Âu. Và chính vậy là chúng tôi tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu nắm giữ đối với CMX. Thì CMX chúng tôi đã khuyến nghị trong tuần trước. Trong tuần này thì giá khuyến nghị mua trong tuần trước ở quanh ngưỡng là 15-15 năm. Thì đến tuần này chúng ta đóng cửa lên 16.2 và đã có tăng trưởng so với tuần trước rồi. Thì cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật ở đây thì CMX đang vượt qua những cái trend giảm kể từ đầu năm. Và kết quả kinh doanh 9 tháng của CMX cũng đã tăng trưởng rất là tốt. Trong cái bối cảnh là bản thân ngành gặp khó khăn, bản thân là ví dụ như là nhân công lao động cũng là đã bị có tín hiệu suy giảm ở khu vực phía Nam, đúng không ạ? Nhưng mà gần như là công ty đã vượt qua những cái khó khăn đó và vẫn duy trì tăng trưởng tốt nhờ thị trường xuất khẩu. Và chính vì vậy chúng tôi cho rằng là tiếp tục có thể nắm giữ đối với CMX trong thời điểm hiện tại, hoặc là chúng ta có thể mua từ vùng 14 năm đến vùng 15 năm, và chúng tôi kỳ vọng vùng bán là vùng 18 đến vùng 20. Cổ phiếu tiếp theo là nằm trong nhóm hàng tiêu dùng, thì chúng ta có CLX. CLX thì chúng tôi đã giới thiệu trong tuần trước, một công ty nằm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, nhưng bản chất ở đây là họ có khoảng 40% cổ phần ở Cholimex, công ty về hàng tiêu dùng rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đúng không ạ? Điểm thứ hai là công ty đang có một cái quỹ đất rất lớn về khu công nghiệp, và chính vì vậy nên là trong cái bối cảnh kinh tế phục hồi thì chúng tôi kỳ vọng rằng những cái lĩnh vực liên quan đến khu công nghiệp như là hoặc là về hàng tiêu dùng sẽ giúp công ty phục hồi về mặt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, bởi vì chúng ta biết là tài sản của CLX rất là tốt, rất nhiều tài sản tốt về mặt quỹ đất cũng như là vốn cổ phần. Và thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng là về giá thì sau một cái giai đoạn là đi ngang trong cái mô hình tích lũy trong mô hình tam giác, giá cổ phiếu đã đi lên và thanh khoản rất là cao. Trong cái giai đoạn trước gần như là thanh khoản thấp và gần như không có thanh khoản, đúng không ạ? Cái giai đoạn này gần như là nhà đầu tư đã chú ý đến cổ phiếu và tăng trưởng rất là tốt. Và chính vậy nên là chiến lược đối với CLX trong tuần này thì chúng tôi cho rằng là nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong tuần trước nhưng chúng tôi tư vấn có thể nắm giữ. Còn nhà đầu tư nào mà đã có cổ phiếu rồi cũng có thể xem xét chốt lời khi gặp những ngưỡng kháng cự từ vùng 30 đến vùng 32. Và về dài hạn thì với cổ phiếu tốt như này thì những nhà đầu tư nào mà thiên theo cái chiến lược đầu tư năng tính nắm giữ dài hạn thì chúng tôi có thể tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ, bởi vì như là những cái cổ phiếu có nền tảng tài sản tốt thì thông thường sau những cái giai đoạn điều chỉnh đó đều xu hướng tăng sẽ tiếp tục về mặt dài hạn, và đấy là yếu tố mà chúng tôi xin nhấn mạnh như vậy. Cổ phiếu cuối cùng trong nhóm thực phẩm đó là Vinamilk. Thì Vinamilk có một cái điểm nhấn ở đây về mặt kỹ thuật thì rõ ràng là đã thoát được cái trend giảm kể từ đầu năm 2021 đến nay. Và trong năm 2021 thì nhà đầu tư nước ngoài cũng bán dòng Vinamilk rất là nhiều. Mà có vẻ như cái diễn biến đó đã phản ánh vào giá cổ phiếu. Và thứ hai là nhà đầu tư cũng rất là băn khoăn về mặt tăng trưởng của Vinamilk trong những năm tới. Thì đây cũng chính là cái yếu tố mà khiến cho giá cổ phiếu điều chỉnh suốt trong cái năm vừa qua. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì có vẻ như những cái thông tin đó đã phản ánh vào giá rồi. Và giá đang tích lũy và đang trong cái xu hướng đi lên thì đang form một mẫu hình tam giác, và chúng tôi cho rằng là với kết quả kinh doanh quý 3 vừa qua thì giá cũng rất là tốt. Quý 3 vừa rồi là tăng trưởng liên tiếp trong cái 4 quý gần nhất thì chúng tôi theo dõi. Vinamilk đạt được khoảng hơn 16.000 tỷ. Gần như là nếu mà tính theo quý thì đây là cái quý tăng trưởng gần như cao nhất trong khoảng 2 năm gần đây. Và đấy chính là cái điểm nhấn khi mà Vinamilk đang vươn lên các cái thị trường như là thị trường quốc tế hay là như thị trường Mỹ hay là đang kết hợp với những cái thị trường mới nổi ở trong cái khu vực châu Á, tăng tốc độ bán hàng về những cái sản phẩm dinh dưỡng
liên quan đến sữa thì đã làm cho công ty có một cái tăng trưởng doanh thu rất là tốt. Về mặt lợi nhuận thì gần như là cũng chưa thay đổi nhiều, nhưng chúng tôi cho rằng là cái ảnh hưởng này thì phần lớn nó đến từ cái giá sữa nguyên liệu tương đối cao trong thời gian vừa qua. Nhưng mà có vẻ như trong thời gian tới thì cái giá sữa nguyên liệu có thể sẽ chứng lại cái đà tăng như chúng tôi vừa chia sẻ, do cái đứt gãy các chuỗi cung ứng. Thứ hai là cái việc là nhà đầu tư, tức là ở các thị trường lớn ấy, họ sẽ tăng nhu cầu trở lại khi mà kinh tế phục hồi. Và chính vậy nên là sẽ tạo ra một cái điểm nhấn tích cực hơn đối với Vinamilk, và Vinamilk vẫn còn một cái câu chuyện thoái vốn cái phần còn lại nữa. Thì đây là một cái yếu tố mà chúng tôi rằng sẽ tích cực. Nếu trong trường hợp mà giá mà vượt qua cái vùng 91.5 ấy, thì có thể sẽ bước vào một cái nhịp tăng mới ấy, một cái nhịp tăng rất là tốt, phục hồi theo cái mẫu hình đáy tròn rounding bottom. Thế chính vậy chúng tôi cho rằng nhà đầu tư có thể gom mua từ vùng 89.5 đến vùng 90.5, và chúng tôi kỳ vọng vùng bán khi mà giá phục hồi từ vùng 98 đến vùng 105. Vâng, Vinamilk cũng là một mã mà chúng ta được hỏi rất là nhiều, bạn bè những nhà đầu tư rất là quan tâm đến mã Vinamilk. Vậy có lẽ liệu rằng anh Sơn có thể là qua những cái chia sẻ của anh Sơn về các mã ngành, thì anh Sơn, liệu anh Sơn có thể là gom cho tôi thành được khoảng 3 mã không ạ? Chỉ cần 3 mã thôi. Mà nếu mà dành những nhà đầu tư có thể là chỉ muốn tốt gọn lại thành 2 đến 3 mã. Nếu mà nhà đầu tư chọn khoảng 2 đến 3 mã trong tuần này, chúng tôi cho rằng là nhà đầu tư có thể tận dụng những cái nhịp mà rung lắc trong những cái phiên đầu tuần đối với những cổ phiếu tốt, ví dụ như là Vinhome, MBB và QTP. Tức là Vinhome là chúng ta tấn công đúng không ạ? MBB thì chúng ta chọn lọc để chờ đợi cái nhịp phục hồi sau khi phá vỡ mô hình tam giác, và QTP là một mã mà mang tính rất phòng thủ hơn một chút. Thì chúng tôi chọn 3 mã đó là Vinhome, MBB và QTP là 3 mã mà chúng ta có thể xem xét trong tuần này trong cái nhóm 9 mã mà chúng tôi vừa giới thiệu. Xin cảm ơn anh Sơn. Các chuyên gia của chúng tôi đã nhận định rõ ràng là chúng ta đã có 3 mã đáng quan tâm trong tuần này là MBB, QTP và VHM. Liệu chúng ta đang đến với cả chương tiếp theo là hy vọng anh Sơn có thể trả lời các câu hỏi của các nhà đầu tư. Vâng. Chúng ta có các câu hỏi đầu tiên là anh ơi, xu hướng thị trường sẽ diễn biến trong tương lai như thế nào? Nếu giảm thì giảm đến vùng bao nhiêu, và tăng thì có thể đạt đến đỉnh bao nhiêu? Cái câu hỏi này cũng rất là hay. Nhà đầu tư trong cái thời gian mà khi mà thị trường test lại cái vùng đỉnh 1.400 đến 1.424 điểm, giai đoạn này nó tạo ra một cái mặt bằng nền giá phẳng, tức là rất là khó chịu đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mà tạo ra một cái mặt bằng nền giá như vậy và thanh khoản rất là tốt, thì chúng tôi cho rằng là chính cái vùng 1.400 đến 1.424 điểm, tức là cái đỉnh cũ vừa rồi, sẽ là cái nền hỗ trợ rất là tốt trong cái thời điểm này. Và đây là cái nền giá mà chúng tôi cho rằng là khi mà thị trường điều chỉnh lên sẽ sớm phục hồi trở lại. Và mỗi lần như vậy, anh Nam nhớ là khi mà thị trường chúng ta rất là khó khăn khi mà vượt qua vùng 1.200. Và khi mà đã vượt qua vùng 1.200 rồi, thì mỗi lần mà chạm lại gần vùng 1.200, thị trường lại phục hồi rất là nhanh. Giống như thời điểm tháng 7, khi chúng ta chạm sát ngưỡng là 1.220 điểm, thì thị trường đã quay ngược trở lại và tăng. Chúng tôi cho rằng cái vùng 1.400 điểm giai đoạn hiện tại nó cũng như vậy. Nó là giai đoạn mà tích lũy rất lớn về mặt khối lượng, điểm số cũng đang rất là chặt. Và chính vậy đây là vùng tích lũy. Còn cái vùng giá cao hơn của chúng ta trong những cái phiên tới là nằm ở cái vùng từ là 1.450 đến 1.475. Đó, hai cái vùng này thì nó là tương đối sát với những cái vùng kháng cự về Fibonacci. Mà chính vậy nên là trải qua một cái nhịp tăng rất là tốt, tăng rất là nóng của nhóm Midcap này, nhóm bất động sản này, nhóm Penny này, thì có vẻ như đến cái vùng đó nhà đầu tư họ sẽ tăng cường chốt lời. Nhất là trong ngày mùng 2, mùng 3 tháng 11 này, chúng ta sẽ đón nhận những cái thông tin mới về chính sách của Fed, về cả mặt là gói hỗ trợ cũng như là lãi suất. Chính vậy nên là có thể nhà đầu tư họ sẽ phản ứng vào một trong những cái phiên như vậy. Nên là trong cái giai đoạn này rung lắc thì cũng có thể sẽ giúp nhà đầu tư là chốt lời những cái cổ phiếu tăng nóng và tái cấu trúc lại danh mục. Những cái cổ phiếu nào chưa tăng nằm trong những nhóm ngành mà chúng ta đang quan tâm ấy, thì chúng ta có thể xem xét tìm điểm mua tốt để chúng ta có thể mua. Và trong năm 2022 thì chúng tôi vẫn nhận định rằng là nếu mà đang nằm trong cái sóng năm lớn thì chỉ số VN-Index có thể tiếp tục sideways up đi lên, tức là tăng và chỉnh xong nó lại tăng và chạm lại những cái vùng kháng cự mang tính chất nằm trong cái đường kênh từ vùng là 1.600 đến có thể đạt được cao nhất là 1.700 điểm. Nhưng mà cái giai đoạn này đi lên nó sẽ không đi theo đường thẳng mà có thể sẽ bước qua rất nhiều bậc thang gập ghềnh.
nhà đầu tư nên chú ý cái sự gặp ngành này. Thì cảm ơn anh Sơn. Đây là chia sẻ rất là cụ thể. Chúng ta sẽ có đợt tăng trưởng, hy vọng rất là kỳ vọng đợt tăng trưởng sắp tới sẽ diễn ra vô cùng tích cực. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được trên fanpage cho anh Sơn, đó là chúng ta lại nói lại về VHM. Thị trường vượt đỉnh 1.400 cùng với đà tăng thì công ty bất động sản dẫn dắt, diễn biến của VHM sắp tới như thế nào hả anh? Thì anh có thể trả lời sâu hơn về VHM cho khán giả hay là nhà tư biết được không ạ? Vâng, tức là nếu mà chúng ta nhìn được tổng quan ngành thì rõ ràng là VHM là cái cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua là chưa tăng giá nhiều so với các cái diễn biến của các cái cổ phiếu cùng ngành. Và nhất là trong thời gian vừa qua thì những cái cổ phiếu trong ngành mà có tăng trưởng rất là mạnh, ví dụ như là DIG hay là những cái cổ phiếu như HDC tăng trưởng rất là nóng, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu bất động sản như vậy đã tăng một cái nhịp trước VHM rồi. Và VHM trong cái thời gian mà vừa qua thì đã có những nhịp điều chỉnh rất là sâu và gần như đi ngang tích lũy mặt bằng rất là tốt ở cái vùng là 78 đến vùng 80, đúng không ạ? Thì sau khi cái nhịp này ra thì kèm theo đó là cái thông tin kết quả kinh doanh quý 3 đạt hơn 11.000 tỷ, tăng trưởng gần như là tương đối bất ngờ so với các cái kỳ vọng của nhà đầu tư cũng như các analyst tại công ty chứng khoán. Thì chúng tôi thấy rằng là cái con số này nó rất là bất ngờ và gần như nó tạo ra một cái sự hứng khởi cho nhà đầu tư khi mà nền giá thì đang rất là thấp và tăng trưởng có vẻ như đang tăng trưởng trở lại khi mà Vinhome đang mở bán rất nhiều cái dự án lớn, các đại dự án của mình trong nửa cuối năm nay và đầu năm sau. Và chính vậy nên là với cái PE ngành ở ngành bất động sản bây giờ thì đang ở khoảng 18.6 lần. Và trong khi đó chúng ta nhìn lại cái PE của Vinhome đang ở mức chỉ khoảng 11 lần thôi. Và EPS đến thời điểm này đang là dự kiến là khoảng 10.000 đồng một cổ phiếu, gần như nằm trong top những cổ phiếu đồng ngành rồi. Và nếu mà chúng ta kỳ vọng thị trường đi lên thì những cổ phiếu hàng đầu trong bất động sản sẽ phải đi lên. Và chính vậy nên là những cái cổ phiếu này lên thì chỉ số sẽ tiếp tục mạnh và sẽ đi lên những cái vùng cao mới. Và chính vì vậy nên là chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng là Vinhome sẽ có vẻ như là cái vùng đáy này là vùng đáy trung hạn của cổ phiếu trong năm nay rồi. Và chúng ta đang từ một cái vùng đáy đi lên thì sẽ tiếp tục trải qua những nhịp tăng, những nhịp điều chỉnh, nhưng cái xu hướng về cuối năm nay đầu năm sau đối với cổ phiếu Vinhome tăng trưởng là rất là cao khi mà có một cái nền quý 3 tăng trưởng rất là mạnh mẽ so với quý 3 năm ngoái như vậy, và nhất là 9 tháng năm nay cũng tăng trưởng rất là cao. Và chúng nhà đầu tư có thể họ sẽ kỳ vọng thêm về tăng trưởng quý 4 cũng như trong cả năm sau. Khi mà kinh tế phục hồi thì cái nhu cầu mua bán bất động sản nó sẽ tăng lên rất là cao, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì giá bất động sản ở các thành phố lớn là không giảm mà thậm chí còn tăng, nhất là giá đất nền ở một số thành phố đang tăng. Và chúng ta kỳ vọng rằng là nếu trong trường hợp là các cái gói giải ngân được đầu tư công được đẩy mạnh về trong năm sau thì chắc chắn là cái ngành bất động sản sẽ được hưởng lợi. Và những cái cổ phiếu hưởng lợi mạnh nhất chính là những cái cổ phiếu số 1 trên sàn niêm yết, chính là VHM bây giờ, vì họ là về số 1 về thương hiệu rồi, đúng không ạ? Về số 1 về bán hàng nữa. Và chính vậy nên là ở những cái phân khúc tốt như là từ trung đến cao cấp thì chúng tôi vẫn kỳ vọng rằng Vinhome sẽ tiếp tục có những cú bứt phá trong nửa cuối năm nay và trong năm 2022. Và chính vậy nhà đầu tư có thể đã mua được vùng giá tốt thì sẽ tiếp tục nắm giữ đối với cổ phiếu này nửa cuối năm nay cho năm sau. Vâng. Mã ngành bất động sản với đầu tư câu hỏi các bạn là VHM thì chuyên gia chúng tôi nhận định là nên nắm giữ và kỳ vọng rất là lớn về tương lai tăng trưởng dài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhà đầu tư, do chương trình chúng tôi có thời hạn nhất định, vậy nên đây là số đầu tiên chúng tôi sẽ phát vào các ngày thứ hai, 0 giờ từ 8:30 đến